xong là bị đi ngoài. Thậm chí là bạn có thể không cần ăn, bạn vẫn có thể bị đi ngoài nhiều lần trong ngày. Nếu như tình trạng này bạn để lâu dài thì nó có là viêm đại tràng mãn tính. Bạn cần phải bổ sung một lượng lớn lợi khuẩn trong đường ruột. Bản chất lợi khuẩn rất dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ nóng cũng như là dịch vị axit của dạ dày và đường ruột. Thời điểm sử dụng lợi khuẩn đường ruột đó là trước khi ăn 30 phút. Tuy nhiên vào thời điểm này thì dạ dày trống, lợi khuẩn dễ bị dịch vị axit dạ dày phá hủy và mất tác dụng. Nếu như bạn sử dụng men lợi khuẩn thông thường thì độ hấp thu vào cơ thể của nó rất là thấp, chỉ khoảng 20-30% thôi. Nhưng với một dạng men mà có thể bảo vệ được bởi một công nghệ bảo thì độ hấp thu của nó lên đến 90% vì nó dễ dàng vượt qua được cái dịch vị axit dạ dày cũng như là đường ruột và bên nhiệt độ mà không hề bị mất tác dụng. Bạn có thể tham khảo dòng lợi khuẩn của nhà Bifina này. Đặc biệt là dòng Bifina này thì nó có một loại đó là Bifina Gold. Loại này thì chứa 10 tỷ lợi khuẩn, ngoài ra nó còn có kèm theo chất xơ nữa. Mỗi một ngày cần sử dụng cho mình một gói thôi, không cần quá nhiều. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản, chuyên dành cho người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng sụt kích thích. Thực phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng gì tới sức khỏe.